giờ là phải một một con là 20 năm tuổi. Đây Cúc ơi. Rồi rồi ba dẫn đi nè. Cá tai tượng. Hai con nặng 260 kg, là một con 130 kg, rất là bự. Vân cá rất là dài. Ký rất là khủng khiếp, đã là nuôi được 20 năm rồi. Đó, thấy không? Thấy nó bự không mọi người? Đó, cá tai tượng Nam Mỹ. Rất là đẹp, hoa văn rất là đẹp. Cái lưng rất là dài. Wow.